nhiều lúc nghe tới trường học là thấy vô cùng nhàm chán rồi. Vậy tại sao không thêm chút gia vị cho việc đi học với vài trò chơi khăm vô hại nhỉ? Nếu bạn đang tìm cách để làm lớp học thêm vui, hãy tìm kiếm ở đây. Trêu đùa các thầy cô là một cách hay để đốt thời gian đấy. Yay! Ngầu quá xá! Lẻn vào phòng chờ của giáo viên, thật hết sức mạo hiểm. Suýt, cô Applebee kìa! Cô Applebee đang ngái ngủ luôn. Và ta trúng mánh rồi, một giáo viên đang ngủ chính là một con mồi hoàn hảo nhất. Với trò này, bạn cần một chiếc cốc và một chú nhện đồ chơi như thế này. Chỉ cần thả con vật quái quỷ đó vào cốc và đổ cà phê lên. Cô Applebee rất thích cà phê với kem và nhện phải không nào? Đánh thức cô Applebee thôi. Ồ, chúng em mang cà phê đến cho cô, thưa cô Applebee. Ôi, học sinh của cô ngoan quá. Và giờ chúng ta chỉ cần đợi phép màu chơi khăm này xảy ra. Trông có vẻ như cà phê đang ít dần đi, cô nhỉ? À, nhện! Tuyệt vời ông mặt trời, hiệu quả 100% luôn. Ok, đưa đây nào. Em biết là không được dùng điện thoại trong giờ mà. Cái luật cấm điện thoại này thật tệ. Ôi, mong là màn hình không bị vỡ. Ôi không, màn hình vỡ tan rồi. Rất tiếc về điều này nhưng bạn sắp phải mua điện thoại mới thôi. Có vẻ tôi sẽ nhắn tin trong lớp với cái màn hình vỡ này. Nếu bạn muốn làm giả một màn hình bị vỡ, đơn giản hãy đặt thứ này lên điện thoại của bạn. Nhìn khá thật đấy chứ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Gì cơ? Sao cậu vượt mặt được thầy Smith chứ? Trông thầy Smith có vẻ đang khó chịu rồi. Và có cách nào tốt hơn là dùng slide khi bạn phải dạy lúc mệt chứ? Ôi trời, thầy quên dây nối ngoài xe rồi. Đợi thầy 3 phút nhé các em. Việc chờ đợi không khiến học sinh tỉnh táo được đâu. Ok, bắt được viên M&M này thì tớ sẽ cho cậu 5 đô. Có phải viên kẹo mới bật máy copy lên không? Ngờ ghê ta. Nhanh lên, copy mặt tớ đi. Copy mặt tớ. Ôi trời, vui quá đi mất. Mặt tớ trông thật ngớ ngẩn. Này, thầy Smith thì quên laptop kìa. Hãy chọc thầy ấy với máy copy này đi. Coi chừng, mấy cô bé đang chán này có thể trở nên rất sáng tạo đấy. Chào thầy Smith. Thầy tìm thấy dây nối rồi. Chỉ cần kết nối vào máy tính và chúng ta có thể bắt đầu sử dụng máy chiếu. Thật là lạ. Sao không có gì thay đổi trên màn hình thế này? Có phải tại chuột không? Thôi nào, cái thứ này bị làm sao vậy? Thôi xong, mình muốn ném cái thứ ngu ngốc này ra ngoài cửa sổ. Chờ đã, màn hình này là giả à? Đúng đấy, thầy mới bị lừa đấy thầy Smith. Tôi phải thừa nhận là trò này thông minh đấy, nhưng các em gặp rắc rối to rồi. Có những hôm bạn không thể tỉnh táo trong lớp. Gì cơ? Ôi cha, mình vừa ngủ gật. Với các em, cô mới là người cho phép các em về, không phải cái chuông. Giờ ngồi xuống đi. Ôi mẹ ơi, suýt chút nữa là ra khỏi đây được rồi. Mình ăn sáng từ mấy giờ nhỉ? 4 tiếng trước à? Dạ dày mình đang cồn cào lên rồi. Có lẽ mình có gì đó ăn được ở trong ba lô. Xem nào. Ok, cô Applebee đang không nhìn. Mình sẽ tận hưởng món mì Ý được nấu nhanh tới qua. Hả? Mì này nấu chưa vậy? Này Kate! Nhìn xem tớ có gì này! Muốn chơi khăm sương sương chiều này không? Ok, mình phải đến chỗ cô ngồi mà không để cô thấy. Hay lắm, gần đến rồi. Giờ mình sẽ để ít mì khô này dưới chân ghế của cô. Làm ơn đừng quay lại! Làm ơn đừng quay lại! Không! Bạn nào nói gì à? Không có gì đâu ạ, bọn em chỉ đang chép bài thôi. Ôi, khoảnh khắc quan trọng đã đến.
Cái tiếng kêu răng rắc ấy đâu ra vậy? Ghế bị gãy hay sao? Jennifer, tuyệt đấy, cậu đúng là nữ hoàng chơi khăm. Nhiều người không nhận ra công việc của giáo viên chưa kết thúc khi chuông đã reo. Chấm bài mệt thật đấy, ước gì mình được chợp mắt một lúc. Tất cả những dấu đỏ kia có nghĩa điểm D. Được rồi, trông có vẻ cô Appleby cuối cùng cũng được nghỉ ngơi xứng đáng. Nếu mình đến phòng chờ giáo viên kịp thì sẽ có 10 phút xem bộ phim yêu thích. Nhưng cô ấy không biết, Kate đã loanh quanh trong góc để chờ thời cơ đến và chộp lấy. Tốt, không có ai. Có vẻ cô Appleby mới chấm bài kiểm tra sáng nay. Bài mình đây à? Thật sao? Cô nói là mình ngu ngốc sao? Không thể thế được, mình đã học đến chết đi sống lại mà. Có vẻ sau tất cả, mọi thứ có thể vẫn ổn thỏa đối với mình. Với trò lừa này, bạn cần một chiếc cốc rỗng và bột nhà màu sô-cô-la như thế này. Nếu bạn ấn bẹp nó xuống một xíu, trông nó cũng khá giống như cà phê bị đổ ra, nhìn khá thật phải không? Đừng quên kéo nó ra để tạo hiệu ứng bắn. Ôi trời, mình mới đi có 2 phút mà, sao lại thế này được? Xem nào, nó ngấm vào hết cả sấp bài rồi hay sao? Chờ đã, có phải cà phê không? Tôi không biết thứ này là gì nhưng mà kinh quá, nhìn nó này. Bạn có nghĩ những trò chơi khăm này thật vui nhộn không? Chia sẻ với bạn bè để lần tới lập kế hoạch chơi khăm giáo viên của bạn nhé. Đừng quên theo dõi trang YouTube của chúng tôi 123 Go School Vietnamese để xem thêm nhiều video thú vị thế này nhé.